khi trường tiến thân trên con đường sự nghiệp sắp trở thành giám đốc cuộc sống của anh ngày càng trở nên bận rộn trong một buổi tối khi mẹ chồng tôi ngồi bên bàn ăn bà bất ngờ chỉ trích tôi về công việc thiết kế của mình bà cho rằng tôi đã quá chú tâm vào sự nghiệp mà sao nhãng việc chăm sóc gia đình tôi im lặng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi trong khi trường không hề lên tiếng bảo vệ hay thậm chí là an ủi tôi sau khi mẹ chồng rời đi không khí căng thẳng vẫn vây quanh hai vợ chồng tôi Trường đột nhiên xuất hiện một ý tưởng không tưởng, anh muốn tôi từ bỏ công việc để trở thành một bà nội trợ hoàn hảo. Tôi không thể tin vào tai của mình, làm sao người đàn ông đã từng hứa sẽ ủng hộ tôi thực hiện ước mơ lại đột ngột thay đổi. Trong lúc tranh luận, tôi nhấn mạnh về những hy sinh và nỗ lực của mình đã dành cho gia đình, nhất là những cuối tuần tôi dành toàn bộ thời gian để nấu nướng, mua sắm cùng anh. Trường bình tĩnh lại và nhẹ nhàng nói, anh chỉ mong tôi suy nghĩ lại vì giờ đây anh sắp mở công ty riêng và có thể chăm sóc tôi một cách đầy đủ anh không yêu cầu tôi phải làm gì khác ngoài việc là một người vợ tốt nhưng tôi kiên quyết từ chối bỏ cuộc tôi mong muốn chúng tôi không phải tranh cãi thêm về vấn đề này nữa bởi tôi biết rằng mình không thể sống thiếu đam mê của mình sau cuộc cãi vã căng thẳng tôi bỏ lên phòng mà không ngại ngoái lại chúng tôi giận nhau khoảng một tuần ngủ cũng quay lưng vào nhau tự ái trong tôi lớn nhưng tôi biết rằng mình không sai một tuần trôi qua trong im lặng và căng thẳng cho đến khi trường quyết định làm lành chấp nhận để tôi tiếp tục với công việc mà mình yêu thích ngày hôm sau vi bạn tôi từ xa đã đến thăm vì đã chọn cuộc sống của một người vợ đảm đang khác hẳn với lựa chọn của tôi trong khi tôi kể về những thử thách và quyết định của mình thì vi tỏ ra không đồng tình cô ấy nhấn mạnh rằng tôi đã lựa chọn sai lầm khi không nhường nhịn và sẽ khiến cho trường thêm mệt mỏi, vì nói: "Mày đã làm sai lắm đấy, trong gia đình đôi khi phải biết nhịn nhau mới giữ được hòa khí chứ." Nhưng tôi phản bác, "Nhưng tại sao lại phải nhịn nhường khi mối quan hệ vợ chồng cần sự bình đẳng chứ? Anh ấy có quyền làm việc anh ấy thích thì tao cũng vậy thôi." Vì lắc đầu thất vọng, "Mày cứng đầu quá, tao lo lắng cho mày, cá tính này của mày á, có thể làm đổ vỡ hôn nhân gia đình đấy." Tôi mỉm cười với sự tự tin. Yên tâm đi Vi, tao biết tao đang làm cái gì cơ mà. Tao sẽ chứng minh cho mọi người thấy, phụ nữ hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với đàn ông trong mọi vấn đề. Kể từ khi những ngày chiến tranh lạnh giữa chúng tôi lắng xuống, tôi nhận ra rằng mối quan hệ của chúng tôi đã không còn như xưa. Trưởng trở nên kín đáo và ít lời hơn, dường như anh đã rút khỏi cuộc sống chung của chúng tôi, ngay cả khi tôi đi làm muộn về hay có chuyện gì đó bên ngoài, anh cũng không còn gửi tin nhắn hay gọi điện để hỏi han như trước. Vào những ngày cuối tuần, anh lại bận rộn với công việc kinh doanh, bỏ mặc tôi ở nhà một mình, khiến cho tôi cảm thấy lo lắng và cô đơn. Một tối sau khi trở về, thì vào khoảng 8 giờ tối tôi phát hiện trường vẫn chưa về nhà. Tôi quyết định nấu một gói mì ăn cho đỡ đói, sau đó đi tắm và chuẩn bị lên giường tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác bất an tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho trường vừa mới gọi thì trường đã bắt máy luôn liền nói em lo lắng quá sao anh chưa về em đừng có lo anh còn mắc kẹt với công việc ở công ty đây em cứ đi ngủ trước đi không cần phải đợi anh đâu trường từ tốn đáp anh đã ăn tối chưa tôi tiếp tục hỏi anh đã ăn rồi em đừng có lo nếu việc không xong thì anh hãy làm tiếp vào ngày mai. Làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu anh. Sau cuộc gọi, tôi suy nghĩ về những lời khuyên của bạn bè, không cần phải luôn nhường nhịn. Trường là chồng tôi, chứ không phải là người đàn ông mà tôi phải phục vụ suốt đời. Tôi quyết định sẽ không để mình trở nên phụ thuộc vào ai cả, kể cả chồng của mình. Tình trạng của trường về nhà muộn và thường xuyên say xịn đã khiến cho tôi lo lắng sâu sắc. Đêm nay, khi anh lão đảo bước vào nhà với mùi rượu nồng nặc, Tôi không khỏi bực bội. Anh lại uống nhiều thế à? Tôi hỏi cố gắng giữ bình tĩnh. Anh phải tiếp khách mà em. Trường lẩm bẩm mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi đứng đối diện anh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc. Anh biết em ghét mùi rượu, mà nhìn anh bây giờ thật là tệ ấy. Em luôn muốn tự do phải không? Vậy thì anh cũng vậy. Em làm gì thì làm đi, đi đâu thì đi, trưởng nói cái giọng có vẻ cay đắng anh nghĩ em muốn tự do để làm gì để uống rượu và về nhà lúc nửa đêm à tôi quay lại giọng dứt khoát nói tiếp em muốn tự do trong công việc và sở thích của mình chứ không phải là để sống thiếu trách nhiệm như anh trưởng nhếch môi cười khẩy nhìn này em cứ phản đối mỗi lời anh nói em có chắc là mình đang là một người vợ tốt không anh muốn em là người vợ như thế nào suốt ngày chỉ có quyết quanh quẩn bên bếp núc à tôi cười lạnh lùng thách thức xem này có phải gia đình không này vợ người ta lo toan từ sáng đến tối còn em trường đứng dậy ánh mắt buồn bã mệt mỏi anh nghĩ làm vợ là phải nấu nướng giặt rũ suốt ngày à tôi hỏi lại giọng lạnh lùng trước khi cưới em đã nói rõ ràng rằng em không làm những việc đó anh đã đồng ý bây giờ sao lại đổi ý trưởng giơ tay lên giọng gắt gỏng. Anh không thể chấp nhận cuộc sống bừa bãi này. Anh chỉ muốn về nhà, thấy một không gian gọn gàng, hai vợ chồng cùng nhau ăn tối trong yên bình. Rảnh thì cùng nhau đi chơi, xem phim. Mong ước đó có quá đáng không? Trưởng nói những điều ấy khiến cho tôi cảm thấy bị bóp nghẹt. Anh không hẳn là sai và tôi cũng không. Chỉ là cách chúng tôi nhìn nhận cuộc sống gia đình khác biệt mà thôi. Anh thấy không thoải mái, còn tôi thì lại nghĩ mọi thứ đều ổn nước mắt tựa như muốn trào ra tôi cười một cách chua chát anh nói rất đúng nhưng đó là điều anh muốn chứ không phải em muốn hôn nhân là của cả hai chúng ta tại sao em phải nghe theo anh chứ nếu trường thực sự muốn một người vợ chỉ quanh quẩn bên cạnh anh đã có thể chọn ai đó khác chứ không phải tôi tôi xô anh ngã nhẹ xuống ghế rồi bước nhanh lên phòng đêm đó anh không theo tôi lên sáng hôm sau tôi thức dậy với một tin nhắn rằng anh đã đi công tác trong căn nhà yên tĩnh, tôi bỗng cảm thấy bức bối khó thở. Liệu mình có nên thay đổi để trở thành một người vợ truyền thống không? Nỗi sợ hãi mất trường khiến cho tôi bối rối. Người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập ngày nào giờ đây lại trở nên dễ tổn thương. Ba ngày sau, trường trở về vào sớm mai, anh ngạc nhiên thấy tôi đứng trong bếp. Anh về rồi đấy à? Em đã chuẩn bị bữa sáng, anh ăn luôn đi kẻo nguội. Em không đi làm hôm nay à? Trường hỏi ánh mắt đầy ngờ vực em đã nghỉ việc rồi anh đã nói đúng em cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nụ cười của anh không thực sự vui vẻ thật à em sẽ tiếp tục như thế này được bao lâu tôi bàng hoàng trước câu hỏi đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh em nói thật đấy anh ạ à, bộ sưu tập của em vừa hoàn thành và em đã giải quyết xong mọi thứ với công ty trưởng bỏ đi lên phòng nhưng quay lại nói Em không cần phải làm như vậy đâu để chiều lòng anh, đừng để vài ngày sau lại bảo vì anh em mới thay đổi. Hôm sau tôi đến công ty để thu dọn đồ đạc cá nhân và Tùng, giám đốc của tôi gọi tôi vào phòng, anh ấy trông buồn nặng nề, tôi nói với anh, em xin lỗi vì đã nghỉ việc đột ngột. Anh biết mà, em đã làm việc ở đây từ khi 23 tuổi đến giờ, tổng cộng cũng đã làm được 7 năm rồi, em thật sự tiếc khi phải rời khỏi đây. Mọi người mong anh sẽ thông cảm cho em em muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình ạ tùng thở dài em là một trong những nhà thiết kế tài năng nhất mà công ty tổng giám đốc linh anh còn muốn mở rộng quy mô để em quản lý bộ phận thiết kế của toàn bộ hệ thống đấy tôi cúi đầu em biết chị linh anh rất quý mến và muốn tạo điều kiện cho em nhưng em đã quyết định rồi khi chị ấy trở về từ chuyến công tác em đã gặp riêng để xin lỗi chị ấy một lần nữa tùng nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông nếu sau này em muốn quay lại chỉ cần nói một tiếng công ty sẵn sàng mở cửa đón em trở về dù đầy hối tiếc tôi vẫn quyết định nghỉ việc để trở thành một người phụ nữ đảm đang người phụ nữ giỏi việc nhà mà tôi luôn muốn thể hiện có lẽ vì nói đúng niềm vui của người phụ nữ là được chăm sóc gia đình mình giờ đây tôi hiểu tại sao mẹ tôi chịu nhẫn nhịn cha để có thể sống bên cạnh ông suốt đời Tôi và Trường đã làm lành, nhưng mối quan hệ của chúng tôi giờ có cái gì đó khác lạ. Tôi cảm nhận được điều này qua ánh mắt, nụ cười và cả nụ hôn của anh. Mọi thứ đều khác so với trước. Vài tháng trôi qua, những biến động không ngừng và trong một buổi chiều tĩnh lặng, vì ghé qua nhà tôi. Khi nghe về những bất ổn trong cuộc sống hôn nhân của tôi, cô ấy không giấu được vẻ lo lắng. Tao nói này, mày đừng có giận nhá. Nhưng sao cứ phải ấm ức giấu trong lòng thế? Nếu có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra. Vì nhìn tôi bằng ánh mắt, đầy quan tâm, nắm chặt tay tôi và nói. Tao thấy trường có vẻ như đang ngoại tình ở bên ngoài mày ạ. Tôi giật mình cảm giác như bị xét đánh ngang tay. Mày nói cái gì thế? Không thể nào đâu, trường không phải là người như vậy đâu. Vì giữ vẻ bình tĩnh. Tao chỉ đoán mò thôi mà, nhưng mày cũng nên để ý trường nhiều hơn. Những biểu hiện lạnh nhạt ấy cũng khá giống với những biểu hiện của những người có vấn đề bên ngoài đấy. dù mà tôi vẫn tự tin khẳng định rằng trường không thể làm điều đó, song trong thâm tâm của tôi, mống nghi ngờ đã bắt đầu nhen nhóm. anh ấy thường xuyên đi công tác và mệt mỏi từ chối gần gũi. sau khi visa về, tôi lặng người ngồi trên ghế sofa, không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi tiếng chuông cửa khiến cho tôi giật mình. tôi chạy ra mở cửa và sững sờ khi thấy mẹ chồng đứng đó bà vào ngay lập tức và hỏi thằng trường đã có cơm chưa lời hỏi của bà khiến cho tôi lúng túng dạ con chưa kịp nấu ạ à? bà lắc đầu tôi không còn gì để nói với cô nữa làm vợ mà không chu toàn được bữa cơm cho chồng à tôi muốn phản bác nhưng không biết nên nói gì lẽ nào tôi lại thừa nhận với bà rằng tôi mệt mỏi vì lo lắng trường ngoại tình ư cuối cùng chúng tôi cùng vào bếp trong khi bà vừa nói vừa làm thì tôi cảm thấy mọi hành động của mình đều bị chỉ trích. Trường không về, chỉ có tôi và bà ăn cơm cùng với nhau, bà tiếp tục châm chọc tôi. Cô phải suy nghĩ cho gia đình chứ chỉ biết lo cho cái bản thân của mình đấy à? Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy định bỏ đi thì bà quát, "Cô đi đâu? Tôi đang nói mà cô dám bỏ đi thế à?" Tôi thở dài cố gắng giữ bình tĩnh. "Dạ, con xin phép lên phòng nghỉ ạ, à? con mệt mẹ ạ." Bà nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và nói Đồ con nhà không ra cái gì Sao thằng Trường nó lại lấy cô về làm vợ được chứ Tôi nhắm mắt Hít sâu một hơi dài Để giữ bình tĩnh trước khi nói Mẹ có thể trách con Nhưng xin mẹ đừng có mang cha mẹ con vào cuộc Con không phải là một người xấu nết Mà mẹ biết rằng Con và Trường đã có một đám cưới chính thức Không phải là cưới chui cưới trốn à Mẹ chồng tôi trợn mắt Khuôn mặt trở nên giận dữ bà đứng dậy gằn từng chữ cô cô còn dám cãi tôi đấy à giọng bà đầy thách thức và sự tức giận căng thẳng dường như đến hội kịch tính nhưng đúng lúc ấy trường bước vào anh la lớn giọng để quyết đoán chuyện gì đang xảy ra ở đây đây mẹ chồng tôi nhanh chóng thay đổi sắc thái từ giận dữ sang ủy mị bà bắt đầu lấy tay trường vẻ mặt bi thương con ơi mẹ không chịu đựng nổi con dạy lại vợ con đi mẹ chỉ nói có vài câu mà nó đã thách thức mẹ rồi trường nhìn tôi bằng ánh mắt lộ rõ sự thất vọng hân em làm sao lại cư xử với mẹ như vậy hả tôi giữ vững sự bình tĩnh nhìn trường và nói rõ ràng em không sai trong chuyện này nếu anh muốn tin mẹ thì em không cản đâu tôi bước lên phòng mình để mặc những lời cãi vã vang vọng phía sau đêm khá muộn và trường vẫn chưa lên phòng lo lắng về anh tôi xuống tìm thì thấy mẹ chồng đã về, còn Trường thì đang ngồi một mình trong thư phòng đọc sách. Cảm thấy có lỗi vì không nhẫn nhịn mẹ chồng, tôi gõ cửa vào thư phòng. Anh ăn tối chưa? Khuya rồi, sao anh không nghỉ ngơi? Công việc cứ để đó, mai tiếp tục làm. Trường không đáp mà chỉ mở cửa và nói nhẹ. Em ngủ trước đi, anh cần hoàn thành vài thứ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, không để lại chút âm thanh nào, cảm giác xa cách từ anh khiến cho tôi tổn thương tôi nhớ lại những ngày đầu chúng tôi còn mới yêu khi một cuộc cãi vã và trường luôn là người xoa dịu làm hòa có phải anh đã không còn yêu tôi nữa không dù định bỏ qua nhưng tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình tôi quay lại mở cửa thư phòng một lần nữa quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện chúng ta cần phải nói chuyện tôi nói với giọng quyết đoán trường nhìn lên từ chiếc điện thoại vẻ mặt bất ngờ và lo lắng tôi tiếp cận anh giọng nói đầy nghi ngờ anh làm cái gì thế anh đang nhắn tin với ai đấy chưa kịp anh phản ứng gì tôi liền giật lấy điện thoại tôi nhìn vào màn hình điện thoại và thật sự thấy những dòng tin nhắn liên quan đến công việc tôi bối rối trả lại anh em xin lỗi ạ em em chỉ lo lắng thôi Trường tức giận nhìn tôi và quát em hết thuốc chữa rồi hân ạ hết chọc tức mẹ anh bây giờ em lại ghen tuông với anh nữa là sao em mau về phòng đi ngủ đi tôi chợt nhận ra mình đã hơi quá đáng quay lại nhìn trường đang ngồi trên ghế mặt ủ rũ tôi nhẹ nhàng nói em xin lỗi chỉ là dạo này anh có nhiều biểu hiện lạ quá nên em trưởng tỏ vẻ mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện hân em hãy để anh một mình đi anh không muốn nói chuyện bây giờ tôi tiến lại ôm anh từ phía sau nhẹ nhàng nói xin anh đừng tức giận Em chỉ là đã quá yêu anh Nên em mới thế thôi Trường đứng dậy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy tôi ra Ánh mắt anh đượm buồn Hân, em có thể không làm mọi chuyện Trở nên căng thẳng quá không Mẹ chỉ nói có vài câu Mà em đã nổi nóng rồi Tôi cố gắng giải thích trong nước mắt Em không bao giờ có ý với mẹ anh Chỉ là mẹ nói đến chuyện sinh con Em không kiềm chế được Bực bội một chút thôi mà Anh biết không Trước khi em muốn tập trung vào sự nghiệp Nên mới không vội có con nhưng bây giờ em đã sẵn sàng còn anh khi về nhà thì cũng như không anh lắc đầu không giấu nổi sự thất vọng hân em luôn biết cách khiến anh không thể tranh cãi không lâu sau đó trường lấy từ ngăn kéo ra một vị thuốc tránh thai và ném nó lên bàn em nói muốn có con là thế này sao tôi nhìn chiếc vị thuốc lời giải thích như ứ nghẹn lại cổ họng trường ngắt lời tôi thôi được rồi hân anh không muốn nghe thêm cái gì nữa có lẽ chúng ta cần thời gian xa cách để em hiểu mình sai ở đâu nói xong anh lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà tôi không giữ anh lại cũng không làm ẩm ĩ cả hai chúng tôi đều cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện một cách bình tĩnh có lẽ trường thế vị thuốc tránh thai và tỏ ra hiểu lầm tôi trước đây tôi đã dùng thuốc này để điều hòa nội tiết nhưng kể từ khi quyết định sẽ sinh con và ở nhà nhiều hơn tôi đã ngừng sử dụng chưa kịp vứt đi thì trường đã tìm thấy và nhận sai lầm về ý định của tôi. Cảm thấy không còn sức để giải thích khi mọi lời cố gắng, không có ai muốn lắng nghe, tôi chỉ im lặng và không nói gì thêm. Trường không trở về phòng ngủ đêm đó và không một lời từ biệt hay giải thích khiến cho tôi càng thêm bối rối và lo lắng. Không biết anh đi đâu, chỉ biết mẹ chồng tôi không tới tìm, chắc hẳn anh đang ở bên đó. Tôi vừa lo lắng vừa bực bội tự hỏi từ bao giờ trường lại có thói quen bỏ đi như vậy mỗi khi chúng tôi cãi vã. Tôi đã hy sinh công việc yêu thích để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng dường như đó vẫn chưa là đủ với trường. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có còn yêu tôi không? Người đàn ông đã từng hứa sẽ yêu thương và chiều chuộng tôi suốt đời, người đã quỳ gối cầu hôn tôi. Giờ đây có vẻ như đã thay đổi hoàn toàn. Ba ngày sau, không một cuộc gọi hay tin nhắn từ trường khiến cho tôi không hề yên tâm tôi không ngủ ngon không ăn uống đầy đủ luôn trong trạng thái lo lắng liệu một cuộc cãi vã nhỏ có thể dẫn đến sự kết thúc của mối quan hệ lâu dài của chúng tôi không tôi không thể tin được rằng cuộc hôn nhân của mình có thể kết thúc chỉ vì một hiểu lầm nhỏ một tuần trôi qua sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng do lo lắng và mất ngủ Mẹ đẻ gọi điện hỏi thăm, tôi cố gắng tỏ ra ổn thỏa để mẹ không lo lắng. Nhưng thực tế, tôi đang vô cùng bất an và mệt mỏi. Sau thời gian dài mệt mỏi, tình cờ nhung, em gái của tôi đang học đại học năm nhất, quyết định ghé thăm. Khi nghe tôi chia sẻ về những khó khăn hiện tại với trường và cảm giác bị gia đình anh ấy lãng quên, Nhung không giấu được bức xúc. Chị, chị đã tỉnh táo chưa? Nhung phản nàn. Chị cứ ở nhà bố mẹ như công chúa, sao lại cố chấp cưới cái tên thiếu gia kia để làm cái gì? gia đình anh rể đâu có quý trọng chị đâu. tôi thở dài đưa tay lên chán. lỗi không phải ở trường, anh ấy thật lòng yêu chị, chỉ là giữa chị và anh ấy đang có vài vướng mắc thôi. vướng mắc gì mà khiến vợ chồng không thể ngồi lại với nhau ạ? À? chị nghĩ nếu anh ấy không kịp về thì sao? nhung vẫn tỏ ra bực bội nhận ra rằng mình đã lơ là, tôi quyết định gọi cho trường mất một lúc lâu trường mới bắt máy giọng anh vẫn ấm áp nhưng có điều gì đó rất xa lạ khiến tôi không cầm được nước mắt tôi nói anh về đi về với em đi nhung giật lấy điện thoại khỏi tay tôi chị đang làm cái gì vậy hả sao chị cần phải năn nỉ anh ta chị đã quá hy sinh bản thân giờ đến nỗi ốm nằm trên giường mà chị vẫn còn níu kéo à tôi bật khóc lắc đầu chị không hiểu được nhung ạ khi yêu một người quá nhiều, đôi khi tự trọng của mình phải nhường chỗ. Nhung thu giữ điện thoại, quyết không cho tôi tiếp tục cuộc gọi. Tôi nằm yên lặng trên giường, mắt nhìn vô định, suy ngẫm về tình yêu và những gì mình đã hy sinh. Sau những ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi, tôi đã mất đi sự kiêu hãnh và tự tin thường thấy. Trong một buổi tối tĩnh lặng, khi tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, nó dường như đánh thức một linh cảm sâu thẳm trong tôi, khiến trái tim của tôi đập loạn xạ Dẫu sức lực cạn kiệt, tôi vẫn cố gắng lết mình ra khỏi giường, chậm rãi tiến về phía cửa. Khi đến gần cánh cửa như tự động mở ra trước khi tôi kịp chạm vào. Trường đứng ngay đó, khiến cho tôi bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa là ngã quỵ, nếu không phải anh đã nhanh chóng đỡ lấy tôi. "Em, em ổn không?" Trường hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng. Nước mắt tôi trào ra khi tôi vùi mình vào lòng anh nức nở không ngừng. Trường siết chặt vòng tay của anh quanh tôi, nhẹ nhàng hôn lên tóc, thì thầm xin lỗi và bảo tôi đừng khóc nữa vì anh đã trở về bên cạnh em rồi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và an toàn như thể mùa đông giá lạnh đã qua đi và mùa xuân ấm áp đang chờ đón. Nhung em gái của tôi đứng ngạc nhiên ở cửa quan sát cảnh tượng này với ánh mắt đầy cảm thông. Bữa tối hôm đó chỉ có hai người chúng tôi, tôi không làm gì cả mà chỉ ngồi yên và quan sát trường mặc tạp dề bận rộn trong bếp chuẩn bị những món ăn tôi yêu thích. Anh khích lệ tôi ăn nhiều hơn, dù tôi đã suy nhược đến mức gầy cuộc, trường vẫn luôn kiên nhẫn và yêu thương. Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao và làn gió nhẹ, trường và tôi đã cùng nhau đứng ngoài ban công. Anh ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng và che chở. Cả hai chúng tôi cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Tôi tựa đầu vào ngực anh, cảm thấy như mình là bông hoa bé nhỏ được bảo vệ nâng niu bởi vòng tay của anh vậy tình cảm của chúng tôi được làm mới mạnh mẽ và đầy nồng nàn khi trường cuối cùng trở về tôi đã sợ rằng mình đã đánh mất anh mãi mãi trong lòng trách móc nhưng cũng ngập tràn nhẹ nhõm tôi hỏi anh sao anh không gọi cho em em tưởng anh vẫn còn giận em trường cười nhẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp em yêu anh đã rất muốn gọi nhưng anh lo em còn tức giận anh không bao giờ ngừng nghĩ về em và tình yêu anh dành cho em là không hề thay đổi. Anh quay tôi lại để đối mặt mình với anh. Tay của anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tay, sau đó nâng cầm tôi lên, ánh mắt của anh trong sáng khi nhìn tôi. Anh thực sự xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh yêu em hơn ạ, à, liệu em có thể tha thứ cho anh được không? Lỗi lầm của ai không còn quan trọng nữa đâu anh. Trong giây phút ấy tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu trường, anh hôn nhẹ lên môi của tôi, mang lại một cảm giác hạnh phúc mà tôi đã khao khát từ lâu. Tôi thề với bản thân sẽ giữ anh ở bên mình mãi mãi, không để sự cố nào có thể tách rời chúng tôi nữa. Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân đã trôi qua êm đềm, nhưng mẹ chồng tôi lại gây thêm sóng gió. Một ngày, bà đến nhà yêu cầu chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Chúng tôi đã giấu việc tôi dùng thuốc tránh thai trong hai năm qua cả trường và tôi đều e ngại sự thật này sẽ khiến bà phản ứng dữ dội chúng tôi đi khám mà không nói cho bà biết lý do thực sự tại sao chúng tôi chưa có con mẹ chồng tôi kiên quyết đi cùng và giám sát mọi bước của quá trình kiểm tra khi nhận được kết quả từ bệnh viện bà là người xem đầu tiên và ngay lập tức tỏ ra thái độ khó chịu bà quăng kết quả vào mặt tôi với một nụ cười diễu cợt đúng như tôi nghĩ cô không sinh được con từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cô không ra cái gì rồi trưởng lập tức bênh vực tôi mẹ tại sao mẹ lại nói với vợ con như vậy ạ à? vợ con không có lỗi ạ à? anh nhặt tờ kết quả và sửng sốt khi đọc được dòng chữ phô sinh được in đậm tôi vô cùng suy sụp nhưng được trường ôm chặt anh chấn an em đừng có lo chúng ta sẽ đi kiểm tra lại có thể kết quả này không chính xác mẹ chồng không ngừng khăng khăng có đi khám lại cũng vô ích thôi tôi đã chịu đựng con dâu vô dụng như vậy quá lâu rồi, còn nên ly hôn với nó đi. trưởng vẫn kiên quyết. mẹ đừng có nói vậy ạ. À. dù kết quả thế nào, chúng con sẽ vẫn ở bên nhau. mẹ trưởng tức giận đe dọa. từ mặt trường, nếu trường không ly hôn với tôi, trong khoảnh khắc mẹ chồng tôi tuyên bố, tôi cảm thấy như trái tim của mình vỡ vụn. dù biết bà không ưa gì tôi, sự tàn nhẫn của bà khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng nỗi đau cứ thế này dâng trào lên và tôi không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Trưởng thấy tôi đau khổ, anh vội vàng kéo tôi vào lòng cố gắng an ủi. "Hân, em đừng có buồn, anh luôn ở bên cạnh em." Anh nói, giọng tràn đầy lo lắng và ấm áp, tôi bật khóc nức nở, cảm giác mình đã làm sai điều gì đó để xứng đáng với sự căm ghét này. "Không sao đâu em." Trưởng tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng. "Đây không phải là lỗi của ai cả." chuyện này là số mệnh mà thôi tình yêu của chúng ta không chỉ về việc có con mà còn về việc chúng ta có cùng nhau đồng hành vượt qua sóng gió nữa không ấy sau khi nhận kết quả khả năng sinh sản cả tôi và trường đều suy sụp tôi thường xuyên nằm trên giường không muốn ăn uống gì trong khi trường đảm nhận việc chăm sóc tôi từng bữa ăn từng giờ phút hân em cố gắng ăn một chút đi nếu em không khỏe anh càng thêm lo lắng đấy anh nói trong khi nhẹ nhàng đút cho tôi từng thịa cháo. Trong mỗi cái ôm, mỗi lời nói của trường, tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho tôi. Không có con thì sao chứ? Anh chỉ cần em thôi hơn ạ. À? Những lời nói đó khiến cho tôi dần bình tĩnh lại vì tôi may mắn có một người chồng thương mình. Nếu mà anh cũng bỏ rơi tôi thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Trưởng lo lắng tôi sẽ cảm thấy trống vắng và buồn chán nếu chỉ ở nhà nên đã khuyên tôi quay trở lại công việc. Lúc đầu tôi do dự không chắc liệu việc bận rộn lại với công việc có giúp tôi xua tan những suy nghĩ tiêu cực hay không. Cuối cùng tôi quyết định gặp Tùng để thảo luận về khả năng trở lại làm việc tại công ty cũ. Ngay khi tôi bước vào phòng giám đốc Tùng, Tùng đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trời ơi, Hân ơi, em thay đổi nhiều quá, em có khỏe không thấy? Anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Tôi cười gượng, chỉnh lại chiếc áo len khoác ngoài để che đi phần xương quay xanh hẳn sâu dạ em chỉ bị stress một chút thôi ạ à. bác sĩ bảo em cần thư giãn để phục hồi tùng ngồi xuống ánh mắt nghiêm túc em muốn quay lại làm đúng không anh đã hứa với em là luôn sẵn sàng nhận em vào làm lại bất cứ lúc nào tuy nhiên vị trí trưởng phòng bây giờ đã có người khác có khả năng đảm nhận rồi em có phiền không nếu anh để bạn em với vị trí phó phòng tôi lắc đầu không sao cả anh ạ thực ra với tình trạng sức khỏe hiện tại của em em chỉ muốn làm một công việc ít áp lực hơn làm nhân viên thiết kế thôi cũng đủ rồi anh ạ em không cần vị trí cao đâu tùng gật đầu mỉm cười hiểu biết được em cứ tùy ý sức khỏe là quan trọng nhất nếu em cần công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ em hết mình chúc em sớm bình phục sức khỏe nhé chấp nhận một vị trí mới với mức lương thấp hơn và giờ giấc linh động hơn đã giúp tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Công ty còn tạo điều kiện cho tôi làm việc từ nhà, điều này thực sự làm giảm đi nhiều căng thẳng. Tôi dành thời gian này để chăm sóc trường một cách chu đáo hơn, từ bữa ăn đến giấc ngủ, hy vọng sẽ phần nào bù đắp lại những thiếu sót của mình. Một đêm, sau khi sắp xếp lại bàn làm việc, tôi ngồi trên sofa và nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ gần đây trường thường xuyên về muộn và tối nay cũng không là ngoại lệ nghe thấy tiếng cổng mở tôi vội vàng chạy ra đón anh về muộn thế ạ à? anh có uống rượu không đấy tôi hỏi khi thấy anh tỉnh táo nhưng ánh mắt lại vô hồn trường hỏi lại một cách lạnh lùng em chưa ngủ à anh chưa về thì làm sao mà em ngủ được anh có chuyện gì thế tôi lo lắng hỏi không có gì em đừng có lo cho anh anh chỉ hơi mệt thôi trường nói rồi vội vã vào phòng tắm đóng sập cửa lại đứng một mình trong căn nhà yên tĩnh tôi cảm thấy chạnh lòng những lời mẹ chồng tôi nói với trường áp lực bà đặt lên vai của anh để anh ly hôn với tôi có lẽ đã khiến cho anh cảm thấy quá tải dù anh vẫn yêu thương tôi nhưng gánh nặng từ gia đình anh không hề nhỏ đêm đó dù chung giường chúng tôi lại cách nhau như hai người xa lạ tôi không muốn làm phiền anh chỉ yên lặng nằm đó nhưng tôi biết nếu tình trạng này tiếp tục sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của chúng tôi thêm dạn nứt tôi biết mình cần phải mạnh mẽ hơn để tìm cách giảm bớt áp lực cho trường ngày hôm sau với lòng nặng trĩu tôi lo lắng quyết định đến nhà thăm mẹ chồng bà sống trong một khu biệt thự sang trọng ở khu đô thị cao cấp cùng với gia đình của cô con gái út khi tôi bấm chuông người giúp việc là cô hợp chạy ra mở cổng dạ chào cô hợp mẹ con có ở nhà không ạ Tôi hỏi lòng hồi hộp. À, cô Hân đấy à? Bà chủ đang nghỉ ngơi ở trong nhà. Để tôi vào hỏi ý bà đã nhá. Cô Hợp lưỡng lự nói tiếp. Bà ấy có quy định rằng ngoại trừ trường thì những người khác cần được sự đồng ý mới được vào ạ. Dạ vâng, thế cô, cháu cảm ơn cô. Cô hỏi dùm cháu với ạ. Tôi đáp và mỉm cười gượng gạo. Tôi đợi ngoài cổng hơn 20 phút, lòng càng ngày càng bất an Rõ ràng mẹ chồng đang cố tình trì hoãn để không gặp tôi. Dẫu trong lòng bức xúc, tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh bởi mọi cư xử hấp tấp chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng cô hợp trở lại và nói. Bà chủ bảo cô vào đi. Bà đang đợi trong phòng khách đi ạ. Tôi sắp xếp lại tâm trạng và bước vào nhà. Mẹ chồng tôi đang thư giãn trên ghế, ngồi đắp mặt nạ, nghe nhạc. Tôi cẩn thận cúi đầu chào. Dạ, con chào mẹ ạ mẹ chồng không thèm nhìn tôi chỉ phản ứng lạnh lùng tôi không phải là mẹ cô cô đến đây để làm cái gì dạ con là vợ của anh trường là con dâu của mẹ mà tôi trả lời giọng nghẹn nghẹn bà ta cười nhếch mép thằng trường nó chưa nói với cô à tôi nghĩ nó đã đòi ly hôn với cô rồi chứ bác sĩ nói với tôi do cô dùng thuốc tránh thai lâu nên mới bị vô sinh đấy tôi ngỡ ngàng mẹ mẹ nói cái gì ạ à? nói thế là không nghe thấy à hay là do cô tự chuốc họa vào người đừng có trách ai cả tôi rơi nước mắt quỷ xuống mẹ ơi con xin mẹ mẹ đừng có bắt chúng con ly hôn y học bây giờ rất hiện đại con và trường sẽ tìm cách ạ à? mẹ chồng tôi giận dữ đủ rồi cút đi tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô thêm một giây nào nữa đâu nói rồi mẹ chồng tôi bỏ vào bên trong trong lúc đó nước mắt còn đang lưu luyến trên má của tôi nghĩ rằng bà đã rời khỏi ai ngờ bà đột ngột quay lại với hũ muối trong tay bà không hề do dự hất hũ muối vào mặt tôi dòng muối cay sộc vào mắt khiến cho tôi ôm mặt khóc nghẹn ngào tiếng mắng mỏi của mẹ chồng vọng lại lời bà từng nhát từng nhát đâm vào tâm can của tôi trong lúc đó nơi nào đó cô hợp bỗng nhiên xuất hiện đưa tôi một chiếc khăn ướt hân cô không cần phải chịu đựng thêm nữa đi về đi Cô khuyên nhủ, còn tôi thì không đáp lại, chỉ tập trung lau nước mắt, khắc khoải trong đau đớn. Cô hợp nâng tôi dậy nhẹ nhàng nói. Cô sẽ gọi xe cho con hơn ạ? Dạ vâng, con cảm ơn cô. Tôi thở dài trở về nhà trong tình trạng suy sụp, không thể hiểu nổi lý do khiến mình bị vô sinh là vì những viên thuốc được kê đơn sai. Đêm hôm ấy, tôi không có sức để nấu nổi bữa tối, trường về nhà muộn và không thèm quan tâm đến tôi. Đó là lý do duy nhất tôi còn muốn níu kéo của hôn nhân này nhưng rồi anh cũng lơ là tôi tự hỏi mình còn nên cố gắng vì điều gì nữa tôi không còn là người vợ có thể mang lại hạnh phúc cho chồng có lẽ tôi nên nghe lời mẹ anh rời xa anh để anh không còn phải khó xử dù lòng đầy đau đớn sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như thể không có chuyện gì xảy ra Trường xuống bếp ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh táo hơn mọi ngày em đã chuẩn bị bữa sáng anh ăn đi rồi đi làm nhé tôi nói với nụ cười gượng gạo anh trần trừ may mắn thay anh quyết định ở lại để ăn sáng anh ăn trong im lặng và vẻ mặt lạnh lùng tôi biết mỗi ngày nhìn thấy tôi anh cũng mệt mỏi lẽ ra tôi không nên tự ép mình vào cuộc sống này khi mình không thể làm tròn bổn phận của một người vợ trong không gian yên ắng của bữa sáng chỉ đến khi trường đứng dậy chuẩn bị rời đi anh mới nói nhẹ ngày mai em không cần phải dậy sớm để nấu ăn sáng cho anh nữa đâu anh sẽ ra ngoài ăn thôi tôi cười nhạt gật đầu ừ em biết mà hôm nay em muốn làm bữa sáng cho anh sau này em sẽ không làm nữa đâu trường gật đầu lấy túi sách và bước ra cửa tôi giả vờ bình thản nhưng thực sự bên trong tôi đang rối bời chân tay lạnh cóng đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng tôi vội vàng lấy chiếc giỏ giấy từ kệ bếp và chạy theo anh khi ra ngoài trường bất ngờ quay lại nhìn tôi tôi đưa cho anh chiếc túi giấy anh biết không em biết mấy tháng nay anh mất ngủ em đã tìm được loại thuốc này rất tốt đấy anh để trên xe mỗi ngày dùng một gói nhé trường nhận lấy ánh mắt dao động nhẹ anh nhìn tôi không còn thấy vẻ ấm áp hay yêu thương nào trong ánh mắt ấy tôi nuốt ngược hơi thở cố không thể nước mắt mình rơi rồi mỉm cười đi làm đi anh không lại kẹt xe đấy. Tối nay anh thu xếp về sớm nhé. Mình cùng nhau đi ăn tối. Trưởng lưỡng lự. Anh không dám hứa đâu. Có thể anh sẽ phải gặp đối tác. Tôi cố giữ nụ cười, lòng bàn tay co rúm. Anh thử xếp lại lịch được không? Tối nay em thật sự muốn ăn tối cùng anh. Em đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Mình đã lâu không cùng nhau ra ngoài. Trường suy nghĩ một lát rồi nói. Để anh xem lại lịch đã, bảy giờ tối tại nhà hàng anh sẽ cố gắng dù không hào hứng lắm nhưng thấy tôi mong chờ anh cũng không nói gì thêm và bước đi buổi tối hôm đó tôi khoác lên mình chiếc đầm đỏ trắng trang điểm tỉ mỉ và sớm đã có mặt tại nhà hàng nơi chúng tôi đã từng có biết bao kỷ niệm từ những buổi hẹn hò đầu tiên cho đến ngày anh cầu hôn tôi cũng ở đây đây không chỉ là một nhà hàng mà còn là kho tàng ký ức của hai người trong không gian lãng mạn đó tôi chìm đắm vào hồi ức về những tháng ngày êm đềm bên trường. Chúng tôi gặp nhau một cách ngẫu nhiên tại đám cưới của một người bạn nơi tôi đảm nhận thiết kế váy cưới. Tôi, một nhà thiết kế trẻ tuổi đầy năng lượng và vẻ đẹp dạng ngời, vốn coi tình yêu là thứ xa xỉ. Khi màn bắn hoa diễn ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những cô gái độc thân. Nhưng trường với vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng lại vô cùng chững chạc, đã chọn tôi để trao bó hoa. Đứng ngoài cuộc, tôi đang cầm ly rượu vang, không hề mong chờ điều gì, bất ngờ anh tiến đến. Em chưa sẵn sàng lấy chồng phải không? Anh nói trong khi giữ bó hoa trước mặt tôi và mỉm cười, nhưng anh muốn khi anh kết hôn, người cầm bó hoa sẽ là em. Câu nói đó của anh đã thức tỉnh một phần nào đó trong tôi, anh là người có lời nói có trọng lượng, anh đã không ngừng nỗ lực để chinh phục trái tim của tôi, dù tôi từng chỉ muốn làm bạn và không cho phép anh vượt quá ranh giới đó. Thế nhưng, chính sự kiên trì và tình yêu chân thành của anh cuối cùng đã khiến tôi đồng ý trao cho anh trái tim của mình. Gia đình tôi thuộc tầng lớp bình thường với bố mẹ làm những viên chức đã về hưu. Với tư cách con gái cả, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương nuông chiều của họ. Cuộc sống của tôi có bước ngoặt khi tôi gặp và yêu trường một người đến từ gia đình giàu có. Với mẹ là một chủ nhân chuỗi cửa hàng trang sức tôi chỉ nhận ra điều này sau khi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân mẹ trường không hài lòng về nguồn gốc của tôi bà thường xuyên bày tỏ sự khinh bỉ và cho rằng tôi không xứng đáng làm dâu gia đình nhà họ trước sự phản đối kịch liệt trường đã kiên quyết đứng về phía tôi thậm chí dọa sẽ từ mặt mẹ mình nếu bà không đồng ý cho chúng tôi kết hôn sau nhiều năm tìm hiểu và chờ đợi cuối cùng chúng tôi đã được sống chung một nhà thế nhưng chỉ sau hơn hai năm cuộc sống chung của chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió tôi không khỏi tự trách mình suy nghĩ liệu mọi chuyện có khác đi nếu tôi không cố chấp đòi kết hôn với trường hay tôi đã nghe lời mẹ anh trong lúc suy tư tôi ngồi một mình tại nhà hàng nơi chúng tôi dự định có bữa tối một nhân viên nhà hàng tiến đến đưa cho tôi khăn giấy với vẻ mặt lo lắng chị chị không sao chứ ạ à? chị có cần chúng tôi chuẩn bị gì thêm không ạ à? Tôi mỉm cười. Cảm ơn bạn, tôi ổn mà. Dạ, bạn của chị đã đến chưa ạ? Chúng tôi đã lên hết tất cả các món rồi đấy ạ. Dù đã 8 giờ tối, trường vẫn chưa đến, tôi nói mấy người phục vụ. Xin hãy bắt đầu dọn món lên, cảm ơn bạn. Tôi ngồi một mình dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng ăn lặng lẽ, nhấn số gọi cho trường. Tiếng chuông vọng dài trong không gian tĩnh mịch, nhưng không một lời hồi đáp sau một hồi chờ đợi vô vọng, tôi đã từ bỏ ý định gọi lại, chỉ còn mỉm cười nhìn bữa ăn sang trọng dành riêng cho một người. Thời gian trôi qua, cho đến một năm sau, trong khi tiếng chuông tắt liệm, tôi nhẹ nhàng cắt lát thịt trên đĩa, cố quên đi những ưu phiền. Tôi chuẩn bị cho màn trình diễn thời trang sôi động cùng đội của mình. Điện thoại vội reo lên, tôi nhấc máy. Alo! Giọng trường đầy nôn nóng vọng vào tai của tôi hân mình phải nói chuyện về cái đơn ly hôn anh không thể ký vào đâu em phải về nhà để nói chuyện rõ ràng về chuyện này anh ký đi mọi chuyện đã an bài cả rồi luật sư sẽ lo liệu hết anh không phải lo chúng ta chỉ gặp nhau ở tòa thôi tôi đáp ngắn gọn sau đó cúp máy quăng điện thoại xuống ghế bên cạnh đồng nghiệp ngồi đối diện thế vậy thì liền lo lắng chị ơi có chuyện gì thế ạ à chẳng có gì đâu em là chồng cũ phiền phức thôi. Tôi cười nhạt rồi chợt nhớ ra điều gì đó. À, có tin nhắn từ giám đốc Tùng đấy, chỉ cần lên phòng họp ngay. Bỏ lại mọi thứ, tôi cầm mẫu thiết kế mới nhất vội vã tiến thẳng đến văn phòng của Tùng. Bước vào phòng, tôi nghe lập tức đón nhận nụ cười ấm áp của anh. Chào Hân, em của năm ngoái và năm nay khác biệt quá. Nhưng anh thấy em vẫn thật quyến rũ. Tùng tươi cười rồi nói tiếp: Em quen với chỗ ở mới chưa? Anh hy vọng em thích nó. Dạ, rất tốt anh ạ. Yên tĩnh và an toàn lắm. Cảm ơn anh đã giới thiệu nhé. Tôi mỉm cười rồi đáp lại. Còn chuyện ly hôn thì sao? Trường có làm phiền em không? Không anh ạ. Anh ấy không gây rắc rối gì đâu. Hôm nay em đã nhờ luật sư gửi đơn đến công ty của anh ấy rồi. Tôi nói giọng bình thản. Tùng suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. Sau buổi diễn này em nên xin nghỉ vài ngày để tâm trí được nghỉ ngơi em ạ. Ôi, không cần đâu anh em muốn làm việc để không phải suy nghĩ nhiều ấy ừ vậy thì tùy em nhưng đừng để có ảnh hưởng đến sức khỏe đấy dạ vâng em hiểu rồi ạ sau buổi làm việc căng thẳng về thiết kế mới tôi và tùng cũng dừng lại để thả lỏng mình một chút trong lúc đứng thu dọn giấy tờ tùng đột nhiên nói hân em đã nghĩ ra món quà gì cho sinh nhật của con chị linh anh chưa em đang định mai một chiếc váy để tặng cho cô bé anh ạ à? anh mỉm cười ừ hay đấy anh không giỏi chọn đồ cho trẻ con nhất là con gái nếu có thể anh muốn nhờ em giúp đỡ được thôi sau sâu diễn này mình đi cùng qua nhà cô bé nhé tuyệt vời cảm ơn em nhiều khi màn trình diễn thời trang kết thúc chúng tôi cùng nhau tới một cửa hàng đồ trẻ em nổi tiếng để tìm quà cho con chị linh anh sau khi chọn được món quà ưng ý chúng tôi liền đi ăn ở một nhà hàng gần đó trong lúc chờ bữa tối tại nhà hàng tùng đưa tôi một chiếc túi giấy nhỏ cảm ơn em đã dành thời gian đi cùng anh nhân tiện lúc ở cửa hàng trang sức anh tìm được cái này anh nói rồi đưa cho tôi một chiếc vòng tay được cho là mang lại may mắn và bình an anh anh nên giữ lại cho mình vì có vẻ như anh cần nó hơn em đấy tôi đùa rồi cười khúc khích anh cười gượng. Vâng, anh là ông chú trung niên rồi, ai còn muốn yêu đương gì nữa? Anh quá khiêm tốn rồi đấy, anh cứ thử mở lòng, biết đâu sẽ tìm được người phù hợp thì sao? Em cá là nhất định sẽ có người trân trọng anh đấy. Tôi khẳng định vừa nói vừa cảm nhận được sự ấm áp giữa tình bạn của chúng tôi. Khi chúng tôi đang cười nói vui vẻ, bất ngờ trường xuất hiện với bộ dạng hốt hoảng, làm cho không khí đột ngột căng thẳng anh ta tiến thẳng đến bàn ăn ánh mắt dữ dội như muốn thiêu đốt mọi thứ em đang vội vàng ly hôn để ở bên người này đấy à trường chỉ tay vào tùng giọng nói chua chát anh đừng có hiểu lầm đây là sếp của em mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu tôi vội vã giải thích cố gắng giữ bình tĩnh thật sao sếp bây giờ cũng đi mua sắm và ăn tối riêng với nhân viên đấy à trường cười nhạo mỉa mai trường đủ rồi tôi lên tiếng giọng đầy mệt mỏi không để tôi nói thêm trường nắm tay tôi định lôi đi nhưng tùng đã nhanh chóng can thiệp và giữ lấy tay tôi xin lỗi nhưng hân đang là khách mời của tôi nếu cô ấy không muốn đi anh không nên ép buộc đâu tùng nói rõ ràng và dứt khoát trường tức giận siết chặt tay tôi hơn khiến cho tôi cảm thấy đau tôi hoảng sợ vùng vẫy để thoát ra đừng có giả vờ em ly hôn là vì muốn bên cạnh người ta có phải không trường gào lên mặt đỏ bừng đủ rồi trường chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa hãy ly hôn đi để ít nhất tôi còn giữ được chút kính trọng dành cho anh phải chăng tôi cần phải thốt lên lý do đau lòng là khiến tôi không thể cho anh một đứa con anh muốn ly hôn để tìm kiếm hạnh phúc mới à nhưng sao vẫn không thể buông tay tôi biết anh không còn yêu tôi như những ngày đầu vậy tại sao chúng ta còn phải níu kéo nhau để làm cái gì trường à xin anh đấy hãy để tôi được thở không khí trong lành, không phải chịu đựng sự hiện diện đầy áp lực của anh nữa. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Tôi nói giọng đầy bi thương, sau đó tôi vội vã đi vào nhà vệ sinh. Tôi sợ rằng nếu đứng đó thêm một chút nữa, mình sẽ không kiềm chế được nước mắt. Sau khoảng 10 phút lấy lại bình tĩnh, tôi trở lại bàn ăn thì thấy trường đã không còn nữa và bữa tối đã được dọn lên. Tôi ngồi xuống ánh mắt lấp lánh ái nái em xin lỗi ạ, à, đã làm phiền anh. Không sao đâu, may mà anh ở đây ấy, nếu không người đó lại làm khó em rồi. Giờ thì ăn tối thôi, em chắc đói lắm rồi đấy. Những ngày tháng sau đó trôi qua và cuối cùng quá trình ly hôn với trường cũng kết thúc. Anh ta đã chấp nhận mọi thứ và tôi biết rằng gia đình anh đã bắt đầu tìm kiếm một người phụ nữ mới cho anh. Chúng tôi bắt tay nhau lần cuối trước cổng tòa án. Chúc anh tìm được hạnh phúc mới như anh mong đợi một ngày sau đó tôi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp vừa bước vào căng tin tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trở lại bàn ăn kiều một người em cùng làm với tôi lo lắng hỏi hân chị làm sao đấy ạ à? dạo này em thấy chị cứ hay buồn nôn một đồng nghiệp khác vội vàng đùa chắc chị ấy có bầu đấy kiều và tôi trao nhau ánh mắt ngạc nhiên kiều lắc đầu đừng có nói bậy chị ấy mới ly hôn mà cô bạn kia nói xin lỗi à thôi chết em quên mất em xin lỗi chị ạ tôi mỉm cười cố gắng làm dịu đi không khí không sao không phải lỗi của ai cả chị không thể có thai đâu vài ngày sau tôi gặp linh anh ở phòng nghỉ sau một cơn buồn nôn khác vị bởi vì chị mang tới một chiếc bánh mà chị dành riêng cho tôi tôi ngượng ngùng dạ chị ơi em xin lỗi ạ dạ dày dạ, em rất nhạy cảm gần đây linh anh nhìn tôi chiều mến đưa tay nắm lấy tay của tôi em đã trễ kỳ bao lâu rồi hả em tôi nhớ lại có chút lúng túng có lẽ hai tháng khi còn trẻ mỗi lần căng thẳng em cũng mất kinh vài tháng chị ạ em từng phải điều trị nội tiết tố đấy chị chị linh anh nhẹ nhàng đề nghị tôi mua que thử thai khi thấy dấu hiệu của tôi giống lúc chị mang thai con đầu lòng tôi lắc đầu chân thành trả lời em không nghĩ đó là vấn đề đâu chị ạ em không thể có con được có lẽ do em quá căng thẳng với dự án mới ở công ty thôi ngày mai em sẽ đến viện kiểm tra xem sao ạ chị linh anh gật đầu ánh mắt lo lắng em đừng có cố gắng quá sức công ty mình đâu có thiếu nhân lực đâu em phải chăm sóc bản thân mình chứ chị xem em như em gái nếu em xảy ra việc gì thì chị sẽ rất buồn đấy khi chiều tàn tôi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà tùng bất ngờ ghé qua phòng làm việc của tôi anh có vẻ bối rối ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào tôi em em có khỏe không tùng hỏi giọng đầy băn khoăn có chuyện gì thế hả anh tôi hỏi cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của anh anh tùng nuốt khan vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của tôi anh nghe chị linh anh nói em không khỏe anh lo cho em về chuyện hôm đó anh tôi cắt ngang lời anh cười nhạt anh ơi chuyện đó không quan trọng thực sự là không sao đâu em chỉ hơi mệt mỏi thôi nếu anh không thể quên điều đó hãy coi nó như một sự cố không đáng nhớ đi chúng ta không nên để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại và chắc chắn sức khỏe của em không liên quan gì đến anh em cần phải về nghỉ ngơi dạo này công việc hơi nhiều ạ ừ anh không nên giữ em lại đây lâu để em có thể về sớm nghỉ ngơi em về đi nhé sau đó tôi nhanh chóng cúi chào tùng và bước ra ngoài để anh đứng lại một mình vẫn còn lấm lết ái ngại khi bước ra khỏi phòng tôi mới thở phào cảm thấy nhẹ nhõm đang hân hoan bước xuống cổng công ty để đón xe về nhà thì tùng đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến cho tôi giật mình anh ấy đứng đó từ bao giờ ánh mắt nghiêm túc đến mức gần như lo lắng em đợi ở đây một chút đi anh đi lấy xe rồi anh đưa em về Tùng nói, giọng điệu quả quyết: "Anh không cần phải làm như thế đâu, em tự về được mà." Tôi nhẹ nhàng từ chối, nhưng Tùng không để tôi nói thêm, không còn cách nào khác, tôi chấp nhận để Tùng đưa về. Anh cẩn thận mở cửa xe cho tôi và khi tôi đã ngồi vào, anh bảo: "Sáng mai lúc 8 giờ, anh sẽ qua đón em đi khám, em không nên đi một mình đâu." "Thật sự là không cần thiết đâu anh Tùng à." Nếu ai đó thấy thì sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào đấy. Tôi phản đối lo lắng về những hệ lụy không đáng có. Đừng có lo, nếu tin đồn gì anh sẽ xử lý, anh không thể để em tự mình đến bệnh viện được. Tùng kiên quyết dường như đã sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, đúng 8 giờ sáng hôm sau, Tùng đến đón tôi tại bệnh viện sau khi nghe tôi trình bày về các triệu chứng Bác sĩ gợi ý tôi làm một số xét nghiệm và siêu âm để xác nhận tình trạng sức khỏe. Khi có kết quả siêu âm, bác sĩ nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu rồi mới thở dài, tôi lo lắng. "Bác sĩ, có phải tôi đã gặp vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?" Bác sĩ quay lại nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị. "Cô từng khám bệnh ở bệnh viện nào? Trước đây họ nói gì về tình trạng sức khỏe sinh sản của cô?" "Dạ, tôi đã khám ở bệnh viện HS, nơi đó khá uy tín đấy ạ." Tôi trả lời, lòng bắt đầu nặng trĩu. Có vẻ như cô đã được chẩn đoán nhầm rồi đấy, bởi vì theo siêu âm, cô đang mang thai khoảng 2 tháng rồi. Bác sĩ thông báo khiến tôi ngỡ ngàng, không tin vào tai của mình, sau khi nhận ra mình không phải là vô sinh như từng được chẩn đoán mà thay vào đó tôi đang mang thai, cảm giác của tôi lẫn lộn giữa ngơ ngác và sốc. Đứng trong phòng khám, tôi không thể hiểu nổi làm sao điều này có thể xảy ra bác sĩ ơi điều này không thể nào làm sao tôi có thể có thai được ạ à? tôi lắp bắp hỏi tay run rẩy chỉ vào màn hình siêu âm bác sĩ nhẹ nhàng đáp với nụ cười trên môi cô đang nhìn thấy đây đây không phải là trò đùa đây là hình ảnh siêu âm và đứa trẻ đang phát triển tốt nước mắt lăn dài trên má tôi không phải buồn mà vì sự kinh ngạc nhẹ nhõm tôi hỏi lại giọng nghẹn ngào thực sự đây không phải là giấc mơ đúng không hả bác sĩ đúng vậy chúc mừng cô đây là sự thật đấy bước ra khỏi phòng khám tôi gặp tùng đang chờ sẵn anh bước nhanh đến ánh mắt lo lắng em em sao rồi có chuyện gì xảy ra tùng em em thực sự không biết phải nói sao tại sao em đang mang thai với anh sau một đêm được cơ chứ chuyện này thật là vô lý khoảng hai tháng trước khi vào dịp sinh nhật Hai tuổi của con gái chị Linh Anh, tôi và Tùng đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc vui vẻ thì điện thoại của tôi reo lên, một cuộc gọi từ quản lý chung cư khiến cho tôi giật mình. "Cô Hân đi à, Hàng xóm báo có mùi khét từ nhà cô, cô mau về kiểm tra xem sao, nếu cô không về ngay được, chúng tôi sẽ phải phá cửa." Lo lắng tôi vội đứng bật dậy giữa bữa tiệc, khiến cho mọi người, trong đó có Tùng nhìn tôi chăm chú. "Dạ, tiếc quá." nhà em có chuyện gấp em phải về trước ạ à? tôi vội vã thông báo với mọi người và chạy ra cổng mà quên chào chủ nhà đi giày cao gót nên tôi suýt vấp ngã nhưng may mắn tùng đã kịp đỡ lấy hân em cẩn thận một chút đi tùng nói trong khi giữ vững tôi đứng lại tôi mỉm cười biết ơn vì sự giúp đỡ kịp thời của anh cảm ơn anh em vội về để xem chuyện gì đã xảy ra người ta nói có mùi khét từ nhà của em ạ à. để anh đưa em về Đợi taxi lâu lắm đấy." Tùng đề nghị và chúng tôi cũng lên xe của anh về đến nhà tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện chỉ là cái ấm nước trên bếp từ bị khô và khét. Tùng giúp tôi xử lý sự cố và nhìn thấy ly trà bạc hà của tôi thì hỏi: "Em dự định pha trà bạc hà để uống à? Để anh giúp." "Dạ, em cứ mất ngủ nhưng không muốn uống thuốc tây, người ta nói bạc hà là tốt cho giấc ngủ nên em thử xem sao ạ." nếu pha trực tiếp thì hợp hơn nhưng em chế như thế này chưa đủ đâu tùng lưu ý anh ngăn tôi lại khi tôi định tự làm để đấy anh lo cho em cứ ngồi nghỉ đi nghe tin chắc em sợ lắm dạ khoảng thật đấy anh ạ dù sao thì cũng may là không sao cảm ơn anh đã giúp em ạ phiền gì chứ em em là phụ nữ lại ở một mình nếu gặp vấn đề gì khó khăn thì cứ báo anh anh xem em như em gái không thể để em phải xoay sở một mình đâu Chúng tôi quyết định gọi một số món đồ ăn nhẹ về nhà cùng nhau ăn tối để xả chết. Tùng nói đùa. Xả xuôi bằng vài ly rượu thì tuyệt vời, em gọi đi. Tôi gật đầu, cảm thấy ấm áp và an tâm với sự quan tâm của Tùng, một người bạn tốt biết cách xuất hiện đúng lúc. Trên ban công lộng gió của căn hộ, Tùng và tôi đã dành cả đêm để trò chuyện. Dưới vầng trăng, chúng tôi chia sẻ những bí mật và suy tư cá nhân, mà trước đây chưa từng tiết lộ với ai, mối quan hệ giữa chúng tôi mặc dù Tùng hơn tôi 5 tuổi và thường được tôi coi như là anh trai, lần đầu tiên chúng tôi thực sự mở lòng với nhau. Tùng đã từng có một mối tình sâu đậm và sau đó người vợ đã khuất vì bệnh suy hô hấp 3 năm trước. Anh chia sẻ rằng áp lực từ những mối quan hệ trong quá khứ khiến cho anh ngần ngại không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Chúng tôi đã uống khá nhiều và cảm xúc cứ thế trào dâng mà không hay. Chúng tôi đã ngủ quên ngay tại ban công. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, cảm giác bối rối và xấu hổ, lấn át khiến chúng tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt của nhau. Tôi vội vàng thu dọn đồ của mình để tránh tình huống khó xử. Sau đó, Tùng gõ cửa phòng tôi. Anh đã sửa soạn chỉnh tề, nhưng rõ ràng còn ngại ngùng. Hân, anh xin lỗi về đêm qua. Anh, anh đã không giữ được bình tĩnh không sao đâu tùng ạ à. anh đừng có để bụng về chuyện này chúng ta cùng say và mọi thứ xảy ra không ai mong muốn cả anh hãy quên điều đó đi coi như chưa từng xảy ra được không tôi nói một cách điềm tĩnh rồi sau đó tôi nói tiếp em còn mệt thì em đi nghỉ tiếp đây khi anh về thì anh nhớ đóng cửa giúp em nhé sau khi đóng cửa phòng tôi lặng lẽ ngồi xuống giường cố gắng ổn định lại cảm xúc và suy nghĩ của mình trong lòng mặc dù đã nói là quên đi, nhưng sự kiện đêm qua vẫn khiến tôi cảm thấy không thể bình tâm được. Quay lại công việc sau một đêm, không ngờ tâm trạng tôi không yên, lo lắng làm sao để không bị Tùng đuổi việc và càng sợ hơn nếu những lời quan tâm của anh khiến cho mọi người bắt đầu xì xào về đêm đó giữa chúng tôi. Tôi mới chỉ ly hôn và bây giờ đồn đại về mối quan hệ giữa tôi và Tùng thì có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ trong khi tôi còn đang xoay sở với những lo lắng ấy thì đi khám tôi phát hiện ra mình đã có thai điều này thực sự làm tôi sốc bởi lẽ tôi đừng được chẩn đoán là không thể có con tùng nhẹ nhàng khuyên tôi giữ lại đứa bé và hứa sẽ chăm sóc cả hai mặc dù trong lòng còn ngập tràn băn khoăn tôi biết mình không thể từ bỏ đứa bé tùng không hề ép buộc tôi phải đưa ra quyết định ngay anh chỉ đưa tôi về và khuyên cần nghỉ ngơi thật tốt khi mọi chuyện đã yên ắng, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu của tôi. Trước đó, bác sĩ đã từng nói tôi không thể có con và tôi đã sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày dựa trên chẩn đoán đó. Sự thật và nghi ngờ về việc mẹ chồng cũ đã can thiệp vào kết quả khám của tôi bắt đầu đã xuất hiện. Bà ta đã không ưa tôi từ lâu và muốn tôi rời khỏi gia đình bằng mọi giá. Có thể bà ta đã làm gì đó để làm giả kết quả xét nghiệm của tôi suy nghĩ về khả năng mẹ chồng cũ đã cố tình hãm hại mình khiến tôi căm phẫn nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đã rời bỏ gia đình đó kịp thời sau những sóng gió trong cuộc sống cá nhân tôi cảm thấy may mắn khi số phận dường như đã mỉm cười với mình không chỉ bởi tôi phát hiện mình mang thai mà còn bởi tùng người đàn ông thực sự tuyệt vời khác biệt hẳn với trường ngày xưa mà tôi từng biết trong suốt một tuần lễ tôi suy ngẫm về mối quan hệ của mình với tùng mặc dù tôi quý mến anh và thường coi anh như một người bạn đồng nghiệp tôi bắt đầu nhận thấy những cảm xúc sâu sắc hơn với sự quan tâm và bảo vệ mà tùng dành cho tôi tôi quyết định mời anh về nhà gặp gỡ cha mẹ tôi tôi hồi hộp không biết bố mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào nhưng rất ngạc nhiên khi họ đón nhận tùng một cách nồng nhiệt ngay sau vài ba câu chuyện bố tôi sau khi nghe xong câu chuyện của chúng tôi đã thấu hiểu và nói Cậu cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Con gái tôi cũng vừa mới thoát khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đứa trẻ này không có lỗi. Và nếu hai người có thể xây dựng một gia đình viên mãn hạnh phúc, thì đó quả là một điều tốt lành. Tuy nhiên, vì cái hân nó mới ly hôn, nên bây giờ kết hôn ngay có thể chưa phải là quyết định khôn ngoan đâu. Các con cần thời gian để hiểu nhau hơn. Vậy thì cứ sống cùng nhau trước, chăm sóc đứa trẻ và khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng thì hãy tiến tới hôn nhân. Sự chấp thuận của cha tôi mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc cho Tùng. Anh thấy hạnh phúc khi được chăm sóc tôi và đứa bé, coi đó như một dấu mốc mới trong cuộc đời mình. Tùng luôn tôn trọng không gian riêng tư của tôi, chúng tôi ngủ riêng trong phòng và duy trì mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau như hai đồng nghiệp. Anh ấy không bao giờ để tôi làm việc quá khuya và thường xuyên cùng tôi tham gia các hoạt động như đọc sách, hay tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi không giấu giếm chuyện đã về sống cùng nhau và khi được hỏi, chúng tôi thẳng thắn nói rằng đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Điều này khiến cho mọi người không có nhiều lời đồn thổi. Bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi vẫn cảm thấy khá dễ chịu khi đi lại bởi đứa trẻ phát triển khỏe mạnh mà không làm tôi quá mệt mỏi. Sau khi rời khỏi phòng khám với tâm trạng phấn chấn, tôi dừng lại để cảm ơn bác sĩ vì sự chăm sóc chu đáo. Khi tôi bước ra hành lang bệnh viện, tôi bất ngờ gặp Trường, người mà tôi đã không mong đợi gặp lại. Anh ấy đứng cùng một người phụ nữ, tôi không nhận ra, nhưng ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc dài, sự im lặng trở nên ngột ngạt khi chúng tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi cố gắng mỉm cười để phá vỡ không khí căng thẳng. Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ạ? À? Trường dường như bối rối, lúng túng trước sự xuất hiện của tôi. "Ừ, em, em sao rồi? Thật không ngờ lại gặp em ở đây. Em, em đang mang thai à?" "Ừ, có lẽ số phận đã an bài cho chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau. Giờ đây mỗi người đã có cuộc sống riêng và điều đó tốt cho cả hai anh ạ. À. Anh đã có gia đình mới, tôi cũng đang chuẩn bị đón thành viên mới." Ký ức về những ngày tháng đã qua chợt ùa về, khiến cho lòng tôi xốn sang trước khi tôi kịp rời đi trường níu tay tôi ánh mắt chân thành hân à chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút có được không em có thể cho anh cơ hội giải thích không nhưng ngay lập tức tùng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng anh ấy tiến lại gần và tôi lập tức rút tay về gượng cười dù nước mắt đã trào ra tôi phải đi rồi tùng đã đến đón tôi rồi tạm biệt anh trong xe dù tùng không nói gì nhưng anh vẫn ân cần đưa tôi khăn giấy hiểu rằng dù không muốn quá khứ vẫn khiến cho tôi dưng dưng nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình vẫn xúc động vì người xưa trong khi tùng đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc tôi và đứa bé đêm đó tôi tỉnh giấc để đi vệ sinh và phát hiện tùng vẫn chưa ngủ anh ngồi một mình trong phòng khách không làm gì cả chỉ ngồi im lặng dưới ánh đèn dịu vẻ mặt ủ rũ của anh dưới ánh sáng vàng nhạt khiến tôi cảm thấy lo lắng tôi tiến lại gần sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến cho tùng giật mình em dậy đấy à tùng hỏi vẻ mặt lo lắng vâng sao anh còn thức thế ạ à? tôi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của anh để an ủi tùng thở dài mỉm cười mệt mỏi chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi em có gặp trường sáng nay phải không anh lo em sẽ giọng anh trùng xuống Tôi hiểu điều Tùng lo lắng, anh sợ rằng những cảm xúc cũ có thể khiến cho tôi lung lay, nhưng tôi cần anh hiểu rằng mọi chuyện đã thay đổi. Tùng à, anh đã yêu em chưa? Tôi quyết định hỏi rằng muốn xác nhận cảm xúc của anh. Tùng nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng. Anh yêu em, anh không biết từ bao giờ, anh chỉ biết rằng mỗi ngày được ở bên em, anh càng yêu em sâu đậm hơn, nhìn thấy em buồn vì người khác Trái tim của anh như bị bóp nghẹt ấy. Tùng nhìn sâu vào đôi mắt và lúc này tôi nhận ra tình yêu này đã nảy nở trong lòng của tôi mà tôi không hề hay biết. Tùng đã chăm sóc tôi bằng cả sự chân thành và tinh tế từng ngày. Em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ Tùng ạ nhưng em biết rằng từ khi về sống cùng anh trái tim của em đã dần dần dành trọn cho anh. Tôi nói giọng tràn đầy xúc động nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của tùng và trong khoảnh khắc ấy anh ôm chặt lấy tôi hôn nhẹ lên mái tóc của tôi và thì thầm vợ à anh biết em đã yêu anh và anh sẽ không bao giờ để em phải khổ sở vì ai khác nữa đâu chúng tôi tiếp tục ôm nhau trong yên lặng cảm nhận sự ấm áp của tình yêu và sự an toàn trong vòng tay của nhau cuộc sống mới của chúng tôi với đứa trẻ sắp chào đời giờ đây đã trở nên rõ ràng đó là hạnh phúc là yêu thương là một gia đình trọn vẹn mà chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng